Chắc là hôm nay em sẽ trình bày bài dùng dùng sao mà không để đếm sản phẩm. Mà em sẽ dùng LCD 4 bit. Đây là code của em. Và trên này tương tự với trên setup. Đây là code của setup. Đây là set. Đây là code em dùng timer 0 để em đếm sản phẩm. Đây là lệnh điều kiện khi mà sản phẩm lớn hơn 12 thì sản phẩm sẽ đi về số 1. Đây là đây tương tự trên dẫn ra vị trí để nó xuất. Đây tương tự trên data. Và em xin phép cử một phòng. Nhìn chữ sản phẩm, số sản phẩm. Đến 12 nó trở về số 1. Mà em dùng LCD 4 bit. Cảm ơn thầy đã lắng nghe.